Kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Quý vị có thời nóng quá không? Nóng thì mới lạnh lên cho nó. Hả? Thôi đóng cánh cửa mới lạnh lên giùm thầy đi. Mới lạnh lên bên thầy thấy cứ quạt quạt thấy phiền quá. Ngồi học pháp mà cứ quạt phải nhìn nó không á. Đóng cửa lại tắt cái máy quạt cho nó bớt cái tiếng động. Ở chùa mình các vị chịu khó chút thì nó cũng đỡ tốn. Cái không gian ở trong này thấy nó vậy nhưng mà nó tới 5.500 square feet á. Thấy nó vậy mà nó rộng lắm, thành ra ở trên máy nó có tới 4 cái máy lạnh, một cái nó sức mạnh nó tới 5 tấn. Như ở nhà của các vị thường thường bắt một cái 5 tấn là chạy đủ rồi đó. Ở đây làm tới 4 cái nó chạy lấy điện dữ lắm. Chứ mà nói thôi với đời ta 30 đời nó học Phật pháp mà cứ ngồi cứ quạt quạt đấy là lo đối phó với cái nóng rồi tại nói không chịu nhớ. Thôi đừng quạt nữa chứ, cho từ từ nó mát chứ còn quạt nữa. Rồi thôi bây giờ chúng ta gác qua mọi việc đi ha, chúng ta gom tư tưởng mình lại, chúng ta tìm hiểu xem chúng ta đến với cuộc đời bằng cách nào. Ở đời sống này chỉ có hai phương diện. Một là chúng ta vì nguyện lực tái sanh của những vị Bồ Tát. Nếu chúng ta tự thấy mình không phải là Bồ Tát ra đời bằng nguyện lực thì chúng ta đều do nghiệp lực mà đầu thai. Nghiệp là sức là gì? Là hành động có tác ý lâu ngày thành năng lực chi phối dẫn dắt lôi kéo, đây gọi là nghiệp. Nó có sức mạnh dẫn chúng ta đi, gọi là nghiệp lực. Như vậy thì chúng ta biết rằng cõi này chính là cõi dục. Do đó cho nên nếu chúng ta không có dục tâm thì làm sao chúng ta đến với cõi này được. Và rõ ràng chúng ta có tâm niệm về dục cho nên chúng ta mới đến cõi này. Ở trong chữ dục có 5 nghĩa: dục về tiền tài, về sắc, về danh, về ăn uống và về ngủ nghỉ. Đó gọi là ngũ dục. Phật nói rằng ở trên thế gian này nếu như có một thứ nữa tương đương với một trong 5 dục này, tức là có 6 dục ấy, thì
vĩnh viễn chúng sanh không ai có thể tu chứng được. Gờ gớm như vậy, cái sức mạnh của dục nó lôi kéo khủng khiếp như vậy. Mây nó chỉ có 5 thứ thôi, thành ra chúng ta với nó hơn thua 50-50. Nếu chúng ta tinh tấn chút thì chúng ta chiến thắng nó, còn nếu không thì nó chiến thắng chúng ta. Ví dụ như ngủ trời sáng ra, bắt đầu trong người mình nó có 2 người, một người nữa thôi, ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua tu nhiều quá rồi. Người thì nó không được, phải thức dậy, bữa nay còn bữa nữa, 2 bữa nữa sắp hết pháp hội rồi. Cho nên là nó đấu tranh với nhau như vậy đó. Ở trong tâm chúng ta lúc nào nó cũng có sự đấu tranh của hai mặt. Như vậy thì qua đó chúng ta biết chúng ta có yếu tố dục, và phải nương vào cái yếu tố dục của cha mẹ. Yếu tố dục của cha mẹ, cha mẹ ân ái với nhau, và trong cái duyên đầy đủ, người mẹ không có bị bệnh, tức là người mẹ có khả năng sinh con. Chúng ta nương vào cái yếu tố dục đó, nương như thế nào, cha mẹ ân ái với nhau, chúng ta thấy hai cái ngọn lửa dục nó hòa quyện vào nhau và nó tạo ra sức sáng. Ánh sáng này như đầu ngọn kim. Có một số phụ nữ sinh con nhiều lần, có kinh nghiệm và để ý thì thấy rằng là con của mình có khi là 4-5 tháng, xin lỗi, như đứa trẻ không 4-5 tuổi vậy đó, đứa nhỏ như cái bóng nó chạy theo, và biết rằng đứa trẻ đó là đứa trẻ sắp đầu thai vào trong bụng mẹ. Và khi mà cha mẹ ân ái với nhau thì chúng ta nhìn thấy cái sự ân ái đó, và chúng ta cảm người cha thì sinh làm con gái, và cảm người mẹ sinh làm con trai. Ái nam sinh nữ, ái nữ sinh nam, đây là một cái nguyên lý của đầu thai. Thọ lấy tinh cha huyết mẹ, tinh cha biến thành nguyên khí ở trên đỉnh đầu, huyết mẹ biến thành nguyên khí dưới bàn chân, và hai cái dòng nguyên khí này giữ gìn sự tồn tại của thân mạng chúng ta theo một loại nghiệp lực đã được định sẵn. Có những người ra đời khỏe mạnh xinh đẹp sống lâu, có những người bệnh hoạn nhưng cũng sống lâu, có những khỏe mạnh là chết yếu. Tất cả đều do cái hạt giống hay là định hình của nghiệp từ nhiều đời in lấy và hình thành lên thân mạng của chúng ta ngày hôm nay. Tổ có nói rằng bấm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Thừa tinh cha huyết mẹ có được thân này, tuy rằng bốn đại ở chung một chỗ nhưng thường lại chống trái nhau. Nước nhiều thì lửa tắt, lửa nhiều thì nước khô, đất nhiều thì đi không nổi, gió nhiều thì trúng gió. Nói chung là thân thể chúng ta rất là dễ mất cân bằng, mà một khi mất cân bằng thì bệnh tật nhân đó phát sinh. Vì một lý do nào đó mà có một đại bị suy giảm, chẳng hạn như có người tới già không có bệnh gì hết, thân thể yếu dần đi, và tới lúc không thở sống được nữa thì người này chết. Tim vẫn đập mạnh, hơi thở vẫn thở đều, máu huyết vẫn chảy đều, nhưng mà phải chết. Bởi vì địa đại nó bị rã. Địa đại nó rã trước thì tất cả mọi thứ rã theo. Hoặc là có người bị đứng tim, máu không chảy được, là thủy đại bị rã. Có người rã từ hơi thở, thở không được, là phong đại. Có người ngủ một giấc tự nhiên mất hơi ấm và sáng dậy chết cứng đơ. Đây gọi là phong đại, hóa đại nó tan ở trong đêm. Như vậy thì con người chúng ta ai cũng phải chết, nhưng mà chết như thế nào tùy theo nghiệp lực của chúng ta. Như vậy chúng ta đặt một câu hỏi, hay là con người vậy thì sau khi chết đi vào đâu? Hả? Sau khi chết đi vào đâu? Có người nói rằng chết là hết. Như vậy thì thân mạng tứ đại này là hết, nhưng tâm hồn nó có hết hay không? Biết rằng tâm hồn nó không hết, như vậy chết rồi đi về đâu? Đi về suối vàng. Suối vàng ở chỗ nào? Không biết.
Tức là đi vào chỗ mình không biết. Phải không? Và từ xưa tới nay, cứ hết đời này tới lớp khác, cứ đi đến chỗ mình không biết. Nhưng mà chúng ta không lo tìm hiểu điều này. Trở lại vấn đề, khi hơi thở hoặc lý do nào đó thân bạn ngừng hoạt động, thì lúc bây giờ nguyên khí trên đỉnh đầu dịch chuyển xuống và nguyên khí dưới bàn chân dịch chuyển lên. Hai cái dòng nguyên khí này nó sẽ gặp nhau ở trên đỉnh trái tim. Và khi hai dòng khí nó vừa nhập vào thì lúc bây giờ hơi thở chúng ta lập tức là ngừng. Và hơi thở vừa ngừng thì tâm tư chúng ta bâng loạn. Ở trong bâng loạn đó mình nhìn thấy có bầu trời nó trong sáng vô cùng, ánh sáng chiếu khắp cả vũ trụ này, một màu lung linh kỳ diệu. Thời gian này chỉ tồn tại được có 3 phút rồi lại trôi qua. Chúng ta thường hay luyến chấp thời gian này, không biết giờ đây mình đi đâu, vừa đâu, gia sản, sự nghiệp, con cái làm sao đây. Mọi thứ chúng ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý từ bỏ, cho nên chúng ta cứ lây hay với những cái gì ký ức ở trong tâm. Và 3 phút trôi qua, ánh sáng tự nó tắt mất. Ánh sáng này chẳng phải là ánh sáng ở đâu, đó chính là ánh sáng thường tịch quang tịnh độ ở trong tâm chúng ta, nó chiếu ra. Và 3 phút đã trôi qua, tâm chúng ta nhìn thấy cả một bầu trời đen tối, giống như là mực đen nhánh. Và chúng ta đi vào trạng thái kinh hãi. Trạng thái này kéo dài độ chừng 8 giờ đồng hồ. 8 giờ đồng hồ là một cái con số chữ chung. Có người ở trong một cái môi trường lạnh, hơi ấm tan nhanh. Có người ở trong môi trường nó ấm, hơi ấm lâu. Có người mất nhưng mà thân thể mềm mại, hơi ấm cũng giữ lâu. Thành ra chúng ta không biết từ lúc nào, nhưng nói chung khi hơi ấm mà thực sự tan biến khỏi thân xác chúng ta, thì lúc bây giờ thần thức của chúng ta không còn cơ sở để bám víu thân xác này nữa, buộc nó phải rời khỏi xác. Như vậy thì không biết là lúc mấy tiếng đồng hồ nghe, không có xác định mấy tiếng đồng hồ. Và một cái điểm nữa là sau khi người chết 14 ngày thì lúc bây giờ ánh sáng tường tịch quang tịnh độ cũng chiếu lần thứ 3. Lần thứ 1 là vừa tắt thở, lần thứ 2 là khi hơi ấm vừa tan khỏi xác, sau 8 giờ đồng hồ hơi ấm rời khỏi xác. Và lần thứ 3 là sau 14 ngày, tính ngay cái giờ mà mất đúng 14 ngày sau, thì lúc bây giờ người ấy cũng thấy được ánh thường tịch quang tịnh độ chiếu lần thứ 3. 3 lần ánh sáng chiếu diệu này, nếu chúng ta chiêm nghiệm và nhận ra được ở trong tâm tĩnh lặng, thấy được dạng pháp như huyễn, thì người này có thể đi vào ở trong cảnh giới của Niết Bàn. Đức Phật nói rằng cận thứ nghiệp lâm chung, người nào mà không có sân giận, đặc biệt là biết rằng bốn đại như huyễn, nhận thức được chân lý này, thì người đó ngay lúc lâm chung có thể đắc được Niết Bàn. Do vậy cho nên hôm nay chúng ta học đạo, chúng ta cố gắng nhận thức được chân lý này. Và vấn đề tái sanh thì thường thường con người mất đi vào dạng thân trung ấm tái sanh. Thân trung ấm tái sanh á, chúng ta như là một niệm. Có hai ví dụ mà thầy chứng minh cho các vị xem. Tối hôm qua các vị ngủ lúc mấy giờ? Ai cũng trả lời được câu hỏi này phải không? Nói là con ngủ lúc 10 giờ. Nhưng thưa rằng biết mình ngủ lúc 10 giờ thì không thể gọi là ngủ. Bởi vì mình ngủ làm sao mà biết? Biết lúc 10 giờ thì không thể gọi là 10 giờ, chắc chắn mình phải ngủ sau 10 giờ. Phải vậy không? Và mình ngủ từ lúc nào hoàn toàn mình không biết. Tự nhiên có một sự hôn ám nào đó nó phủ lên tâm chúng ta đi vào ở trong cái an trú nào đó, mà ở nơi đó mịt mù, không còn trí tuệ, không còn nhận thức được gì nữa hết. Người ta đi qua đi lại, người ta quẹt lọ trên mặt mình cũng chẳng biết gì cả. Tới khi nào? Khi mình thức dậy, và thức lúc mấy giờ? Kênh đồng hồ nó reo, kênh điện thoại nó reo, và nói rằng thức dậy lúc 5 giờ. Vậy thì nói 5 giờ cũng không đúng, bởi vì khi 5 giờ chúng ta phải biết chúng ta sẽ thức trước đó nữa. Trước 5 giờ chúng ta đã có cái trạng thái của thức rồi. Nhưng khi vừa mới thức dậy thì chúng ta lại lập tức cảm nhận là những công trình ngày hôm qua chúng ta làm chưa xong, những dự án chưa xong, đời sống của chúng ta ngày hôm qua chưa giải quyết xong,
Và hôm nay cần phải tiếp tục một số việc nữa mà chúng ta đã có dự án, đã có tính toán từ trước. Đây gọi là gì? Đây là năng lực của thức huân tập trong đời sống hàng ngày, nó vận hành trở lại và bắt đầu chúng ta có sự sống. Như vậy thì rõ ràng ở trong đây gọi là niệm niệm, là một niệm. Niệm niệm ở quá khứ chỉ là một chuỗi dài ký ức, niệm niệm tương lai thì chưa xảy ra. Ở trong một niệm hiện tại, nếu như chúng ta đứt hơi trong một niệm hiện tại này, mạng sống dừng lại ở trong một niệm hiện tại này, thì ngay trong cái niệm hiện tại này là chúng ta hết biết cái kiếp này và chúng ta nhận lấy một thân sau. Thân sau đó chia làm nhiều dạng khác nhau. Nếu như cái niệm đó mà được huân tập bằng sự trong sáng thì nó dẫn đi các cảnh giới đẹp như là chư thiên cõi trời. Còn nếu như nó dẫn tới một cái chỗ đen tối thì đó là cảnh giới địa ngục. Cho nên á, nhưng đa phần con người ta thiện ác khó phân. Cuộc đời chúng ta có khi làm điều thiện, có khi làm điều ác, thành ra chưa có xác định được. Do vậy mà chúng ta tồn tại với một dạng thân trung ấm. Thân trung ấm, đây là tiền ấm chuẩn bị đầu thai. Đoạn giữa đó gọi là trung, và sau khi đã đầu thai rồi gọi là hậu. Như vậy tiền ấm, trung ấm và hậu ấm. Ấm là ngăn chi, là cách trở, là khiến chúng ta không thể nhận thức được. Thân trung ấm không có nhận thức được xác chết kia là của ai. Hồn lìa khỏi xác, nhìn thấy người ta đang chôn một cái xác gì đó, nhưng mà không biết rằng người ta xóm xít làm gì đó, chỉ biết rằng là mình rất thương, mình rất thích cái xác đó chỉ vậy thôi. Đây gọi là cái dạng chấp trước vào ở trong thân trung ấm. Điều này gờ gớm lắm chứ không đơn giản đâu thưa quý vị, gờ gớm lắm. Thầy cứ lại các vị nghe một câu chuyện là có một vị thầy bạn của thầy ngày xưa cho rằng cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thân chúng ta mềm mại chết như là người nằm ngủ là cái chết thật là tốt, tốt quá. Tốt cái gì chết mà tốt? Nhưng mà nó chết tốt quá. Chúng ta cứ nói những cái chữ nghe nó an ủi như vậy đó, nhưng thực ra chết mà tốt gì? Thì giải thoát là chứng đắc mới là tốt chứ. Còn chết mà có gì hay ho mà tốt? Cho nên chết nên là tiếp tục một đời sống khác thì không có gì tốt. Nhưng rồi quý vị biết là người bạn này cứ cố xí rằng là khi chết mềm mại và niệm Phật 8 giờ đồng hồ như vậy là tốt. Đến rồi chuyện gì xảy ra? Tới khi lượt của người bà ngoại của vị thầy, của thầy đó, thì bà vốn là người nhà quê, con gái có nhiều người con, có một cái cô con gái ở Sài Gòn, đời sống sung túc. Cô này làm ra một chút tiền, ý lại tài chánh, khinh khi những người chị của mình, và cứ nói rằng là nuôi mẹ không đúng khoa học, nuôi mẹ không đủ chất, ăn uống không đủ, cho nên mẹ già suy bệnh tật. Thành ra người con gái này cố gắng thuyết phục đem mẹ vào Sài Gòn để chữa trị và nuôi dưỡng. Nhưng người mẹ nhà quê sống không quen cảnh đô thị, thành ra cứ nài nỉ: con ơi, mẹ sống ở quê quen rồi, cho mẹ sống ở quê nó an vui, cho mẹ ở trong đây suốt ngày đi qua đi lại bốn vách tường, rồi cái gì cũng xe cổ, không có niềm vui trong Sài Gòn được. Thì lúc bây giờ người con gái mới chấp nhận cho bà về quê. Nhưng về quê rồi bà đi thăm một vòng bà con họ hàng thì bà chết. Bà chết nhẹ nhàng như vậy. Thế là người con gái ở Sài Gòn bay về rồi bắt đầu ra một cái lệnh đầu tiên là mọi người không có được nhận cái sự phúng điếu của bà con họ hàng lối xóm. Nhưng quý vị biết rằng ngày xưa dân tộc Việt Nam chúng ta khổ, thành cái việc phúng điếu như là một hình thức chung góp lại để chia sẻ sự tốn kém trong tang lễ. Đó là trở thành truyền thống và ơn qua nghĩa lại. Hàng xóm người ta coi quan trọng hơn, hàng xóm người ta còn chú trọng tới mức vừa lần là bán bà con xa mua xóm láng giềng gần. Người ta quan điểm văn hóa như vậy đó, và người ta chú trọng hàng xóm. Mà giờ mình không nhận cái sự phúng điếu của hàng xóm thì họ rất là khó chịu, họ cho rằng người đó là khách dịch, ý lại, và có chuyện gì đó họ không có đối thoại, thậm chí họ không giao tiếp, cho nên rất là khó khăn. Và ở trong nhà không có chịu nghe lời người con gái này, quyết định là cứ nhận tiền phúng điếu. Đỡ rồi cái cô gái này nổi giận quá,
viết một cái lá đơn gửi lên chính quyền nói rằng là cái nhà này cùng nhau kinh doanh xác chết. Và cái dùng cái ngôn ngữ như vậy, biển bác như vậy, và cũng không ai nghe, chính quyền cũng không có xứ. Thành ra cô giận quá, cô mới cởi cái áo tang chớ ở trước bàn thờ và cô liệm xuống cái bàn thờ một cái râm thế này. Cô nói xác chết đó mọi người ăn đi. Thế là cô quay lưng, cô vừa quay lưng thì ngày xưa ở Việt Nam mà quý vị biết rằng khi mà người ta liệm á, người ta phủ lên ở trên, liệm không phải như Mỹ người ta đỡ trống đâu, người ta phủ lên cho mà người ta thấy cái miếng kính để cho người ta nhìn thấy mặt người chết vậy đó. Thì lúc bây giờ là cái xác chết trong đó phun méo cái ào ra. Tức là cái vị thầy này kinh hãi, nghĩ rằng tại sao mình niệm Phật cho bà của mình 8 giờ đồng hồ, thân xác mềm mại đã an lành như vậy, tại sao bây giờ lại máu ở đâu phun ra? Cho nên thầy sau này vị thầy mới gọi thầy, nói tôi chẳng biết tại sao nữa, thầy có cách nào tư vấn chia sẻ một chút hay không? Thì thầy mới nói tôi đã thưa với thầy từ lâu rồi, cái việc khổ niệm 8 giờ đồng hồ, cái đó chỉ giúp cho người ta chết một cách an lành, chứ chưa có quyết định là vãng sanh được. Chưa đủ nhân tố để quyết định người đó vãng sanh. Và người đó ra khỏi xác, cho nên tâm thức đứng ở đó, thần thức đang đứng ở đó, nhìn thấy mọi người đang lúng sống đó. Và người đó cũng biết rằng là đối xử không có tốt với cái xác này, cho nên họ muốn quay trở lại để dùng cái xác này để phản ứng. Thì lúc bây giờ họ quay trở lại bằng cái nghiệp lực của họ, nó thúc ép thân thể không sống lại được, nhưng mà cái sự dồn ép đó buộc máu nó phải phun ra thôi. Cái đó là chuyện rất bình thường. Cho nên yêu cầu người con gái kia hãy quay trở lại và lạy trước bàn thờ sám hối, thì máu nó sẽ ngừng lại, nó không cháy nữa. Quả nhiên đúng y như vậy, thưa quý vị. Bằng những kinh nghiệm như vậy để chúng ta thấy là để hiểu được cảnh giới sâu xa này không đơn giản chút nào. Nói chung là khi thần thức chúng ta ra khỏi xác, ở trong nhiều cảnh giới khác nhau, ở trong nhiều cảnh giới khác nhau, họ xin nhắc lại là thần thức của người chúng ta ra khỏi xác, họ đi về cảnh giới khác nhau. Cảnh giới khác nhau đó phụ thuộc vào nghiệp lực của họ tạo ra trong đời sống hàng ngày. Niệm niệm tái sanh, ví dụ chúng ta đang buồn thì niệm tiếp theo sẽ buồn, và cái niệm buồn đó nó lắng dịu từ từ xuống và niệm khác sinh ra. Nếu đỡ im nó sẽ vận hành tự nhiên như vậy. Nhưng nếu chúng ta biết tu tịnh quán chiếu, niệm buồn nó sinh ra, chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rằng buồn chỉ là một cảm giác và chúng ta không phải buồn, buồn chỉ là một cảm giác, thì cái cảm giác đó nó sẽ từ từ tan biến, nó không có khả năng chi phối trong suy nghĩ chúng ta và hành động của chúng ta. Cho nên chúng ta nhận thức được nó. Như vậy thì cái niệm đó nó không chế ngự, không tạo thành nghiệp. Còn nếu như chúng ta sử dụng nó biến thành mình và chúng ta làm theo sự tác động của nó, thì chắc chắn là chúng ta đã gây thêm nghiệp mới. Nghiệp mới trở thành một năng lực huân tập vào trong tâm thức. Và khi huân tập trong tâm thức thì nó như hạt giống được gieo trồng. Hạt giống gieo trồng nó có năng lực là nảy mầm, và nảy mầm ra một cái bụi khác, một bụi cây khác. Và cứ thế, cứ huân tập vào rồi nảy ra, rồi huân tập vào nảy ra, đó, thành nhân, nhân biến thành quả, quả trở thành thành nhân. Cứ như vậy, nhân quả, nhân quả. Và đời sống của chúng ta như vậy không biết bắt đầu từ lúc nào. Cảnh giới này là cảnh giới vô lượng kiếp. Cảnh giới vô lượng kiếp nó khủng khiếp lắm. Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, chúng sinh uống sữa mẹ nhiều hơn là nước biển đại dương. Tại sao một kiếp sinh ra có uống sữa mẹ, và từ vô lượng kiếp tới bây giờ kiếp nào cũng uống sữa mẹ, và tới cái gì, tới cái kiếp này tính vô lượng kiếp mà uống đem hết nước sữa gom lại thì nó nhiều hơn là nước biển của đại dương. Thì chúng ta đủ hình dung được là chúng ta đã tái sanh biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Thành ra ngày hôm nay chúng ta thọ lấy thân này, chúng ta đã nợ biết bao nhiêu của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Rồi đời sau chưa chắc gì chúng ta đã giải thoát được khỏi cái kiếp này nữa, là tiếp tục tái sanh lại uống sữa mẹ nữa. Và ơn cha nghĩa mẹ, bà con tộc họ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta chẳng biết họ sinh vào đâu.
hoàn toàn chúng ta không biết họ sinh vào đâu. Và nếu như có thể thì chúng ta chỉ biết rằng họ tái sanh. Như vậy thì ở trong sáu cảnh luân hồi chắc chắn họ có tái sanh ở trong một cảnh mà chúng ta gọi là nhập xứ ngạ quỷ. Có chỗ dùng chữ là nhập chúng ngạ quỷ hay là nhập xứ ngạ quỷ, có đúng vậy không? Có hình dung được không hả? Tức là làm thiện thì sinh cảnh giới thiện, làm ác đi vào cảnh giới ác, gây cái nhân nào thì chiêu cảm cái kết quả của cảnh giới đó, đó là điều tất nhiên. Ông bà cha mẹ của chúng ta đâu có biết rằng là họ chết rồi sinh vào đâu. Tất nhiên là chúng ta cầu họ đều sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhưng mà họ không chịu, họ sanh vào Tây Đinh thì sao? Thì mình cũng chịu thôi chứ làm sao được, phải không? Cảnh giới của mỗi quốc độ nó khác nhau, chúng ta hoàn toàn không thể nào biết rõ được. Và ở trong cảnh giới này Đức Phật nói nghiệp lực chúng sanh nó đi á, Phật cũng thế nào mà chẳng đứng được, huống chi là chúng ta. Nghiệp lực nó cứ dẫn dắt theo cái sức mạnh chi phối trong tâm của nó và cứ thế nó hình thành. Do vậy ở đây trong nhiều đời nhiều kiếp, ông bà cha mẹ chúng ta chết chỗ đây sanh chỗ kia, chúng ta không biết hoàn toàn họ tái sanh vào đâu. Và thời của Đức Phật còn tại thế, có một vị Phạm Chí tên là Sanh Văn. Vị Phạm Chí Sanh Văn này cũng như chúng ta ngày hôm nay, Phạm Chí không có quy Tam Bảo, không phải là đệ tử Phật, cho nên họ không có bạch Đức Thế Tôn, bạch Phật, bạch Thầy, mà họ thường gọi họ của Phật này Sa Môn Cù Đàm. Đó là cái lời của ngoại đạo, họ nói Phật ngang như vậy. Ông ta đến chỗ Phật, ông ta nói này Sa Môn Cù Đàm, tôi có một người thân thật là thương yêu đột nhiên chết đi, tôi chẳng biết người đó sanh vào đâu. Tôi thành tâm thiết lễ để cúng thí cho người đó, vậy người đó có nhận được hay không? Đó là câu hỏi mà Sanh Văn hỏi Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng là không phải nhất định phải được. Nghĩa là sao? Không phải nhất định phải được, tức là có khi được, có khi không, hên xui. Có phải không? Tại vì sao vậy? Bây giờ không phải nhất định phải được, tức là ở trong trường hợp người kia có cái nhân mà đọa vào cảnh giới nhập xứ ngạ quỷ, đọa vào cảnh giới đó, thì ngươi với lòng thành tín hiến tặng thức ăn, cúng thí thức ăn, thì người kia sẽ nhận được thực phẩm đó. Còn nếu như họ không có sinh vào đó thì tất nhiên là họ không thể nào nhận được. Vì sao? Bởi vì chúng sanh hóa sinh trong địa ngục, thức ăn của nó toàn là than lửa, không phải thức ăn này, cho nên cũng không ăn thức ăn hiến cúng được. Chúng sanh mà sinh trong cảnh giới của súc sanh, của chư thiên, của tái sinh làm người, thì họ sẽ ăn cái thức ăn của quốc độ đó, của loài đó, không thể nào ăn thức ăn của người hiến cúng được. Điều này chúng ta chấp nhận không? Chấp nhận từng món nha. Để hiểu rằng là từ từ tới việc của chúng ta đó, một người ông bà cha mẹ chúng ta mất đi, ra đi như vậy, thần thức nó là nghiệp niệm niệm tái sanh như vậy, thì tái sanh vào cảnh giới của nhập xứ ngạ quỷ, thì việc chúng ta cúng chắc chắn họ ăn được. Với lòng thành tín, tức là cúng đúng pháp, thì cũng không biết cách thì cũng chưa chắc gì họ cúng họ nhận ra được. Và lúc bây giờ ông Bà La Môn lại hỏi rằng á, là nếu thân tộc của con không sinh vào ở trong hàng nhập xứ ngạ quỷ, thì thức ăn do tín tâm của con bố thí ai hưởng được? Tại vì con cúng cho người thân của con mới mất đó, nhưng mà họ không sinh vào đó, giờ thì cái của mà con cúng vừa rồi ai nhận được? Câu hỏi này cũng đáng để chúng ta học, phải không? Và Đức Phật trả lời rằng, nếu với tâm bố thí cho người thân tộc nhưng họ không sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ,
thì có những thân tộc quen biết khác đã sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ ở đó, họ sẽ hướng. Ông này không, cái người thân đó không có sinh về, thì ông nên nhớ rằng là bà con thân thích của ông nhiều đời nhiều kiếp, biết đâu họ cũng đã sinh vào ở trong nhập xứ ngạ quỷ. Những người có liên hệ huyết thống, có liên hệ bà con, có liên hệ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của ông, ở trong đó họ sẽ hướng được. Mỗi người chúng ta đều có bà con nhiều đời nhiều kiếp. Không lý nào là từ khi chúng ta có tâm thức ở trong kiếp luân hồi này mà tổ tiên chúng ta không có bị đọa à? Chưa chết phải không? Nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng kiếp về trước, biết đâu cũng có người tổ tiên chúng ta đã làm việc xấu việc ác, cho nên họ bị đọa, đọa vào nhập xứ ngạ quỷ. Thường là tuổi thọ 1.000 năm, tuổi thọ 1.000 năm, thân thì bụng to như cái trống, cổ thì như cái kim, cả ngàn năm không nghe được cái tiếng cơm cháo, chứ đừng nói chi là no bụng. Đó là do cái đời sống khổ cực, cái đời sống tham bẩn mà bị đọa vào ở trong quốc độ này. Nói tới cảnh giới của ngạ quỷ, nó là như vậy đó. Ngạ quỷ thì cũng chia làm ba loại. Một loại là phi hành giả xoa, bay trên bầu trời. Một loại là địa hành la sát, là chạy dưới mặt đất. Còn một hành là tốc tật giả xoa, cái loại này có năng lực chạy nhanh như là quá tiếng. Và loại này á, ở trong cái cùng khổ của nó, đó là tìm kiếm thức ăn. Nhưng vì nghiệp lực khởi lên ý nghĩ thức ăn thì cố lại nối lửa, cho nên cúng cho các loại này thường á, là cúng bằng cháo thật lắm, mà họ ăn bằng tâm thức. Vấn đề ăn bằng tâm thức thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào ngày mai. Nhưng hôm nay á, là chúng ta biết rằng họ nhận như thế nào, họ có nhận được đồ chúng ta cúng hay không. Và chúng ta biết rằng là trong vô lượng kiếp vừa trước, nếu có hàng thân tộc thân thích của chúng ta đọa vào ở trong nhập xứ ngạ quỷ, hôm nay chúng ta dâng cúng thực phẩm này thì người đó sẽ nhận được. Còn những loài ngạ quỷ thuộc thân thích người khác thì không thể nhận được. Hiểu không? Tức là thân thích của người nào thì người đó nhận. Nó cũng lạ kỳ, do trong cái tâm nó liên kết như thế nào đó mình không hiểu hết chỗ này. Nhưng mà hãy cùng cái tâm thức với nhau, ở trong cái duyên đó nó sẽ tác động. Một người ở trong một cái gia đình, tất cả những người con trai không hiểu làm sao là cứ đeo cái cổ cạo gió, chụp hình, rồi chăm cứu, rồi nghiễu đầu tìm cách để chữa, nhưng mà chữa hoài không có ra. Hôm đó gặp thầy trình bày cái nhân duyên như vậy, thầy mới nói đã hết cách của khoa học rồi mà không tìm ra, thì chỉ còn một cái cách mà theo nghĩa của tâm linh, thì hãy tìm trong cái mộ gia tộc cái người lớn, cái đàn ông gia tộc người lớn, cái mộ đó có thể có một cái cây rễ cây nó đâm xuyên qua cái cổ của bộ xương cốt. Trong nhà này cũng bán tín bán nghi, và họ mới cho người tìm tới cái mộ của ông cố tổ, và thấy rằng cái mộ đó ở giữa cánh đồng. Mới nói rằng thưa thầy, cái mộ giữa cánh đồng thì làm gì có cây. Thầy nói đâu có biết là từ chôn từ lúc nào, ruộng khai hoang từ lúc nào. Thôi thì cứ cách cái mộ độ chừng khoảng 5 cm, nửa mét, khoảng 2 feet vậy đó, thì cứ đào sâu xuống xem nó có cái rễ nào cũ mục á, thì mình rút ra, biết đâu hên xui. Thì họ không biết làm sao, họ cũng ráng làm. Và quả nhiên thưa quý vị, là khi đào sâu xuống mới thấy là trước đó có rễ cây đã đâm vào, mặc dù người ta chặt làm ruộng rồi mà nó rễ nằm im ở đó. Khi rút ra thì tự nhiên ở trong nhà thời gian tất cả những người bị đeo đầu ấy bớt. Điều này giải thích như thế nào? Điều này được gọi là mơ tín dị đoan, điều này là điều vớ vẩn. Nhưng mà ở trong tâm thức của chúng ta biết rằng con người chúng ta nó yêu cái xác này, cái tâm nó yêu cái xác này tới mức mà khi chết đi á, khi chết đi nó còn sao, nó còn thương cái nếm xương gầy của nó. Hồi đó thầy có viết một bài nhạc nói về gì, nói về một con quỷ
mà nó thương cái nấm xương gầy, tay run run ôm lấy nấm xương gầy. Cái cảnh giới này á, họ đã nói chú Phương viết nhạc cho các vị nghe mà chú Phương không dám viết, nó còn viết cái bài này chắc người ta nằm chim bao hết. Thì thưa liệu quý vị là cái cảnh này á, họ chấp vào cái thân đó và bắt đầu họ nghĩ rằng những người họ sinh ra, con cái họ nghĩ sinh ra kia là thân tộc của họ. Nhưng thân tộc của họ tại sao không chăm sóc cái mồ má của họ, không chăm sóc cái xương cốt của họ, để chỉ cái rửa đó đâm qua và họ đeo cái cổ vô cùng, và họ lùng dùng hết cái năng lực của họ để họ tác động vào người còn sống là cứ đeo vào chỗ cổ để cho người đó biết được rằng là cái xương đó bị rửa đâm qua. Đây là cái nghĩa của hồn và phách. Hồn á đi nhưng mà cái xác, cái xương tan rồi mà còn cái chất trắng trắng nằm in trên mặt đất đó, đó gọi là phách. Giận quá ta đánh một cái cho hồn thôi, hồn siêu phách tán. Cái chữ phách không vậy, cái chữ phách đó là cái nghĩa, đó là cái phần tồn động lại như vậy. Khi chúng ta hiểu trong cảnh giới đó thì chúng ta liên tưởng tới gì, là những loài nhập xứ ngã quỷ, họ cũng hướng vọng tới người thân của họ, chẳng biết người thân của họ ai là ai, nhưng mà bây giờ họ đang đối khác, họ cầu mong sự tiếp tế, sự cúng thí này, thì chúng ta khởi tâm thí cho họ một ít thức ăn, với cái tâm thức của chúng ta hướng tới thì họ sẽ nhận nguyên thực phẩm đó. Hình dung được chưa hả? Có hiểu không? Sao ngồi im ru hả? Sao ngồi có người há mỏ có ngủ không hả? Chắc không ai ngủ phải không? Hình như bài pháp này hình như nghe có vẻ chăm chú hơn. Tu giác ngộ giải thoát mà không muốn mà thấy ma quỷ vậy nè, tự nhiên nghe có vẻ hăng say hơn. Rồi thưa quý vị, lúc bây giờ bà La Môn, cái vị Phạm Chí Sanh Văn này nói thêm một câu là bạch Đức Thế Tôn, xin lỗi, là này Sa Môn Cụ Đàm, không có bạch Đức Thế Tôn, này Sa Môn Cụ Đàm, nếu như trong gia tộc của con không có một người nào mà sinh vào nhập xứ ngạ quỷ thì với cái lòng chí thành cúng thí này ai nhận được? Thì lúc bây giờ Đức Phật nói thế này: giả sử vì những thân tộc quen biết mà bố thí, nhưng họ không sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ, và lại cũng không có những người quen biết khác sinh vào chốn nhập xứ ngạ quỷ, thì việc bố thí do lòng tin, tức là phải có lòng tin nha, do lòng tin tự mình sẽ được phước. Của bố thí do lòng tin của người thí chủ đó sẽ không mất đạt sống. Chữ đạt sống là gì? Đạt sống theo nghĩa đen là chỉ cho là vật thí, cái đó gọi là vật thí, hay là cái vật cúng vật thí đó. Rồi hiểu theo một cái nghĩa nữa là những cái đồ mà chúng ta cúng dường chư tăng xong, những cái phẩm vật mà chư tăng mang đi về, chẳng hạn như những cái quà mang về đó, đó gọi là đạt sống. Đó là theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng ở đây chúng ta phải hiểu rằng là gì? Là chỉ cho gì? Chỉ cho sự thuyết pháp, chỉ cho chú nguyện, chỉ cho công đức hồi hướng với cái vật được cúng thí. Như vậy thì chúng ta thiết lập một đàn tràng nhờ chư tăng tụng niệm, nó là một dạng của thuyết pháp, và đem công đức hồi hướng cho người làm cái đàn tràng này, thì đó là gì? Đó là đạt sống. Đạt sống là một loại phước báo, nó hồi lại do công đức của người này tổ chức đàn tràng làm việc cúng thí. Hiểu được đạt sống chưa? Như vậy thì nếu như trong trường hợp mà tổ chức một đàn tràng cúng mà tổ tiên chúng ta không có ai nhận được, không có sinh vừa nhập xứ ngạ quỷ, không, con muốn là tổ tiên của chúng ta, của con ở trên trời được hướng cái dĩa đậu kho này, hay dĩa cái đĩa cái xào này chẳng hạn, mình cúng đó à, thì thưa vị là chư thiên họ đâu có ăn thức ăn của mình, làm sao mà chư thiên họ ăn thức ăn của mình được? Hoặc là bây giờ ở trong cái cảnh giới của địa ngục toàn là lửa cháy, cứ đối thì ăn hoàng sắc nóng, như vậy thì làm sao mà họ ăn được thức ăn này được? Cho nên thân thể của chư thiên ở trong quốc độ đó họ ăn bằng thức ăn đó. Cho nên hôm trước chúng ta biết không, là
là Phật cũng lên tới tận cung trời mà dẫn cho Thích Đồ Hoằng Nhân cúng dường ngọ phạn cho ngài bằng thực phẩm của con người. Tại sao? Bởi vì Như Lai ra đời thân người, thành đạo trong thân người, cho nên cúng dường bằng thực phẩm con người, chứ không thể nào cúng chư thiên, thức ăn chư thiên của trời được. Thậm chí cái giờ ăn cũng vậy, mình giờ ngọ là cái bụng nó đói quen rồi, mà giờ ngọ chư thiên là 50 năm mới tới giờ ngọ. Không lý do giải, cho nên Phật mới ăn, chứ ăn ngọ hoài thành chư thiên họ mới nói đó, tại sao Đức Thế Tôn phải ăn hoài? Họ nhìn thấy nó tốt ăn hoài thôi, tại vì cái thời gian nó khác nhau. Do đó cho nên mỗi cái gì, mỗi cái quốc độ nó khác nhau, cảnh giới nó khác nhau, thực phẩm sử dụng đương nhiên là khác nhau. Chỉ có loài nhập xứ ngạ quỷ mới hưởng được cái thực phẩm của chúng ta. Và nếu như muốn rằng họ hưởng có hai dạng, một dạng hướng bằng tâm thức biến hóa, và một dạng nữa là hướng bằng cái thực phẩm theo nghĩa đen. Muốn họ hướng được bằng thực phẩm theo nghĩa đen thì tổ chức đàn thủy lục tổ chức thành công, tổ chức bằng đạo lực thanh tịnh, bằng sự huân tu thanh tịnh, thì lúc bây giờ có thể triệu thính được nhập xứ ngạ quỷ. Thầy có một cái ông thầy bạn ngày nhỏ thì thầy cũng học cái này, làm một lần đúng y như là lý thuyết Phật dạy, một cơn gió ào mình không thấy họ, nhưng mà cơn gió rất mạnh khiến chúng ta cảm thấy giống như là không thể nào mở mắt được, thì mới vừa nháy mắt mở ra thì tất cả đồ ở trên bàn ấy, không còn, chỉ còn đĩa thôi. Hôm nay mà nếu làm điều này chắc lẽ bỏ chạy phải không? Bỏ chạy, giác chung giác bỏ chạy phải không? Tại vì khiếp quá. Những cảnh giới này á, hồi đó có làm, thầy có làm một lần. Rồi sau có ông thầy bạn lớn lên, ông cũng muốn dùng cái phương tiện này để tạo duyên cho bá tánh, để cho mọi người có tín tâm quy ngưỡng Tam Bảo. Nhưng mà có lẽ rằng là làm sao đó không biết, nhưng nó tổ chức cũng hàng 10.000 đô. Tổ chức đàn tràng lớn lắm, rồi tụng niệm dữ dàng lắm, nhưng mà chẳng có ai tới hết. Rồi cái dân chúng họ phiền não, nói ông thầy gạt, đưa gạt. Rồi ông thầy đó ông mới giận thầy, ông nói thầy chỉ ông mà còn giấu nghề, chỉ ông hết, cho nên ông làm ra. Thực ra quý vị không phải, tại vì sao? Bởi vì khi mình cúng thí thành tâm thanh tịnh trong việc cúng thí, còn vị thầy này cúng thí là để nương vào cái hình tướng đó để mơ quẹt quần chúng, để chiêu dụ tài chánh. Do đó cho nên nó không có sinh ra cái phước, không sinh ra cái sự cái quả phước đúng đắn. Thì chúng ta cẩn thận chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta cứ nghĩ đúng công thức mà sự dụng tâm dụng ý không đúng thì tất kết quả nó cũng không có. Nhưng nói chung là bằng tâm thức biến hóa. Tâm thức biến hóa như thế nào nữa? Năm đó thầy nhớ xem hình như 20, 21 tuổi gì đó, thì bắt đầu đi học cúng, tại vì không biết là cúng mà thấy xấu hổ quá, tại vì chư tăng anh em ai cũng biết tán tụng cúng bái, còn mình thì chẳng biết gì cả. Có 3 lần đi cúng, 3 lần, một lần là tới nhà người ta rồi mới lạy ba lạy cái rồi cúng cầu, đi cúng cầu an người ta bệnh. Mà khi mới lễ thứ ba thì gia chủ họ báo rằng là ông cụ chết rồi. thì đi cúng cầu an mà mới cái ba lễ người ta chết thôi, chứ lúc đó làm sao giờ thầy không biết cúng gì nữa hết, tại vì mình đâu có biết gì đâu, mình cầu an là người còn sống, mà mình đi là mình lật sách ra mình coi là cái bài cầu an nó như vậy. Bây giờ người ta chết rồi thì không thể cầu an được nữa, phải cầu siêu. Mà cầu siêu mình không biết cầu sao đây, cho nên thôi mang gối đi về. Tới lần thứ hai, cái bà cụ ở trước chùa cũng vậy. Bà cụ trước chùa thì bà đau. Và cứ bà cứ eo uột không chịu chết. Thì Phật tử họ nói rằng vô chùa mời chú, là ý chỉ thầy Trần Chú Sa Di, mời chú ông ra ông lệ cho ba lệ là xong thôi. nên cho nó cũng nổi tiếng nhờ đó, cũng nổi tiếng là ai mà muốn mà ai đau á mà thầy chỉ cần lấy ba lại là chết chết liền.
Nhưng mà hên xui quý vị, nó mấy đâu núi đâu. Rồi khi đi học cúng, đến ông thầy học thì mất cái tới. Tự nhiên cái bà hàng xóm bà tới chùa, bà nói ở đây có chú Tiểu tên là chú Hưng hay không? Thầy đã đời tên Nguyễn Kim Hưng. Thì nó chưa thọ giới, không có thầy quyền cho, gọi chú Hưng đó, đời gọi chú Hưng. Thì hả nói có chú Hưng không? Cái mình nghe mình ớn rồi nha. Ủa sao tự nhiên mình mới tới cái bà đã biết. Hồi vô hỏi mà trụ trì á. Thầy trụ trì nói, ủa chứ cô có quen với ổng à? Nói dạ không, hồi hôm qua con nó chết. Con nó chết rồi, tối hôm qua nó vừa nó báo mộng, nó nói là qua chùa chú mời chú Hưng cúng cho nó ăn cho nó đói quá. Tự nhiên mình nghe ớn ăn liền phải không? Tự nhiên ngại, tự nhiên mới quen biết ở đâu, tự nhiên mới tới cái nhận mặt liền á. Cái là thôi thì ông thầy trụ trì ông nói thôi con đi đi. Thưa thầy, con mất cái mang gối tới học chưa biết, trời làm sao mà cúng. Thì ông thầy ông nói rằng đây này, đọc cái câu chú biến thực này, câu chú biến thủy này, con cứ nhắm mắt con đọc, con tướng ra thức ăn, tướng ra đồ ăn đồ uống, con tướng đủ thứ thích là tự nhiên á là nó sẽ nhận được. Thì lúc đó bây giờ mình cũng phụng mạng mang gối đi. Thì thưa quý vị bạn á, là tới đọc tán tụng thì không biết tán cái câu gì hết, tại vì mới đọc lên câu không biết tán làm sao mà nó khó coi quá, cho nên cứ lật sách ra cứ đọc đại đi, rồi tới cái đoạn câu biến thực biến thủy thì nhắm mắt lại, hay bắt đầu mình cũng thành tâm thành ý, bắt đầu là mình bưng lên mình tướng mình nhìn thức ăn trên bàn đó, mình nhắm mắt lại thì mình nhớ thức ăn mình mới nhìn má, rồi trên tay mình bưng muối gạo nữa, thế là mình tướng mình đọc câu chú biến thực biến thủy 21 lần. Mỗi câu như vậy, và cúng xong rồi là đi về, người ta thành tâm, người ta cúng dường, miền Bắc gọi là cúng dường, miền Nam gọi là cúng dường đó. Người ta cúng dường, mình không dám nhận, tại vì biết nó ăn được không nhận. Nó sợ quá, nó đi về liền, mà không biết rằng là bài tối nay vừa ngủ, nó vừa nó gọi phiền nữa. Nó sợ quá, về nằm ngủ, không dám, trời, cả đêm đó là tu ngon lành. Đêm đó là niệm Phật ghét lắm. Niệm Phật đã khôi thấy ma mà. Nó là niệm sáng đêm. Tới chừng sáng bữa sau, cô đó cô mới lại chùa. Cô nói là ông khen thầy trụ trì. Cô nói ông chú là thật là đức hạnh, cúng dường năng lý mấy ông cũng không chịu lấy. Trời ơi, mình đâu có tốt tới mức đó. Nhưng mà nói thì là ông thầy trụ trì á, ông hỏi chứ tại sao ông không nhận. Nó dạy cũng nói lúc đó bắt đầu mình nói dốc lên chứ. Nó dạ con thấy con tu hành dở má, phước báo tới đâu con không dám nhận. Thì mấy câu lý thuyết ra nói nha. Thì ông thầy điều trì á, ông nói thôi được rồi, có thành tâm trí thì cứ cúng cho Phật đi, và sao có nhận được không, con có nhận được không. Thì bà mới nói rằng á, là con gái của con á, nó nói rằng á là đồ ăn nhiều lắm, nó ăn không hết, và nó cho người này người kia nữa. Thì người mẹ nói sao đồ ăn con trước mà ăn không hết, rồi sao lại cho. Nó nói rằng là tại vì lúc bà chú đọc cái câu gì đó, nó ra nhiều lắm, nó biến ra nhiều lắm. Chúng ta thấy những cái duyên như vậy đó. Thành ra là những cảnh giới nhập xứ ngạ quỷ này nó kỳ diệu vô cùng. Và mỗi người chúng ta theo nương vào cái thần lực của Phật, theo năng lực của câu chú hộ pháp mà tự nó hóa hiện ra những cảnh giới như vậy. Hôm qua nói các vị cũng biết, tôi như Hồng hôm qua đọc sớm 1 giờ đồng hồ, thỉnh giờ tối làm gì, tối thưa thầy chỗ tụi con rác đến không thầy, bắt đầu sáng đi ra tháng liền thấy quả nhiên là chưa ai quét dọn hết. Có chứ không phải không có đâu quý vị, có chứ không phải không có đâu. Điều này nói là tối nay là về cứ ngủ ngon nghe, đừng có lo. Thì thưa quý vị, như vậy chúng ta biết rằng là gì, là khi cái năng lực hồi hướng, năng lực chú nguyện của chư tăng nó biến thành một cái loại đạt sống. Loại đạt sống đó có thể đem năng lực đó, cái phước đó, hiện tượng đó đến ở loại nhập xứ ngạ quỷ. Còn nếu như mà trong nhập xứ ngạ quỷ không có cái người nào nhận được, thì lúc bây giờ nó sẽ tự trở về với người cúng thí đó, tự trở về với người cúng thí. Và bắt đầu Đức Phật mới nói thế này: Này Bà La Môn Sanh Văn,
Thế nào gọi là thí chủ hành thí để người thí được đạt sống? Phật bảo rằng có người sát sanh làm những việc ác, tay thường tanh máu, tâm thường suy nghĩ đến đánh đập sát hại, không hổ không thẹn, tham lam kêu kiết, người đó tạo lên nghiệp sát hại. Có người lấy của không cho, lấy vật của hàng xóm, lấy chiếm đoạt tài sản của người, người đó tạo lên cái nghiệp ác của trộm cắp. Có người sống tà dâm, đối với người được bảo hộ bởi cha mẹ, anh em, chị em, phu chú thân tộc, cho đến người trao vòng hoa, mà dùng sức để cưỡng ép, làm việc tà dâm không lìa bỏ, tạo ra nghiệp tà dâm. Có người nói dối không chân thật, đối với tất cả cái chốn, chẳng hạn như là tòa án, quan trường, không nên nói dối mà người đó vẫn nói dối. Đối với những người nói lời ngây thật, cần nói cái lời thích đáng để xử án, nhưng người đó lại thể hiện bằng cách là chuyện không nói có, chuyện có nói không, chuyện biết nói không biết, không biết nói không biết. Chính vì vậy, để chi? Để thủ đắc vừa tài vừa lợi cho bản thân mình và cho người thân của mình, người đó mang cái tội là nói dối. Rồi có người lại sử dụng cái miệng nói đây đến kia nói đây, làm cho hai bên đấu đá, mâu thuẫn, phá hoại lẫn nhau, làm cho hai bên bất hòa lẫn nhau, khiến cho kẻ ly gián, kẻ mừng người vui. Những cái đây gọi là nghiệp ly gián. Rồi có người thì nói cái lời thô ác, mà như Đức Phật nói rằng là có rất nhiều loại ngôn ngữ, như là những loại ngôn ngữ dịu dàng, ngôn ngữ êm tai, ngôn ngữ làm vui lòng, ngôn ngữ rõ ràng dễ hiểu, lời nói được ưa nghe, được nhiều người mến yêu, thích hợp ý, tùy thuận tam muội. Nhưng người này họ không sử dụng những loại ngôn ngữ sẵn có của nội tâm như vậy, mà họ tuôn ra toàn là những ngôn ngữ kiết cao, cọc cằn, bị người khinh ghét, không ưa, không thích hợp, không thuận tam muội. Nói những lời như vậy, không lìa bỏ lời thô, đó là người mang tội ác khẩu. Và có người lại nói lời thiêu dệt, nói không đúng lúc, nói không đúng thực tế, nói lời vô nghĩa, nói lời vi pháp, nói những lời thiếu suy nghĩ, nói những lời hư hỏng như vậy, tạo ra những cái nghiệp của khẩu. Và có người thì không bỏ tham lam, đối vật của người khác khởi lòng tham dục, nói rằng nếu ta có được cái vật này thì hay biết bao, quý biết bao. Và có người không xả bỏ sân hận, trong tâm thường suy nghĩ chúng sanh kia thật là đáng bị trói, đáng bị đánh đập bằng roi, bằng gậy, đáng giết, không cho nó sống bình an. Đó là khởi cái tâm sân nhuế. Là có người không bỏ tà kiến, ở trong tâm nuôi những cái tâm điên đảo, như là gì, là của ai nấy xài, tại sao phải bố thí, bố thí không có quả báo, không có phước báo, không có điều thiện điều ác gì cả, con người chết rồi hết các bụi trở về với các bụi, không có đời này, không có đời khác, không có cha, không có mẹ, không có chúng sanh. Tại sao? Bởi vì họ ăn ái, họ thỏa mãn cái dục, cho nên họ phải sinh tôi ra. Tôi đâu có muốn sinh ra, tà kiến mà, tà kiến. Rồi gì nữa? Không, trên đời này á, không có gì, không có A-la-hán, không có các người tu. Tu làm gì? Không có chánh hướng, không có người trong đời này đời khác tự biết mình đã chứng nghiệm rằng là ta sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh nữa. Ở trên đời không có những loại người như vậy, thì đó chính là kẻ tà kiến. Như vậy thì Đức Phật nói những ai tạo ra 10 nghiệp tà kiến như vậy, tạo ra 10 nghiệp. Nhưng bây giờ nhờ cái công đức đạt sống, nhờ công đức đạt sống, bố thí cho Bà La Môn, cúng dường cho Tăng và gì nữa, và những người bằng cùng đều bố thí tiền của, quần áo, chăn mền, đồ ăn, thức uống, đèn thuốc, những vật dụng trang nghiêm. Tức là người này tạo nhiều cái điều ác, hết 10 cả điều ác, điều xấu, nhưng mà họ vẫn hành bố thí, họ vẫn hành bố thí. Thì kết quả như thế nào? Đức Phật nói rằng nếu thí chủ kia phạm phải những điều đó, nếu như mà đọa làm cái loài voi, đọa làm loài voi, thì những loài voi này nhờ cái công đức bố thí cúng dường cho Bà La Môn, Sa Môn, những người cùng khổ, cái nhân đó mà ngay cả đời làm voi cũng được ở trong nhà thí chủ đầy đủ thực phẩm, được nuôi dưỡng, được trang sức,
được cho ăn, cho uống, được chăm sóc cẩn thận. Con chó ở trong chùa nó cũng khác con chó một cái chỗ khác. Không biết rằng đời nào kiếp nào có thể tu hành ba trước ba nháo còn sau đó. Hôm nay lại mang thân con chó nhưng mà được duyên vào trong chùa. Có duyên, có nhân, có quả. Có những con vật là người ta bỏ ra cái hàng 500-700 ngàn mua một căn nhà, thuê người chăm sóc để nuôi một con mèo. Còn có những người suốt ngày đi kiếm một bữa ăn cho no bụng là không đủ. Tất cả đều có nhân có quả. Như vậy thì Phật nói rằng ngay cả cái người tạo 10 điều ác mà làm cái việc cúng thí, làm việc cúng thí với niềm tin hồi hướng công đức cho cứu quyền thất tổ, nhưng cứu quyền thất tổ không có mặt ở trong nhập xứ ngạ quỷ, thì công đức đó hồi lại với người này. Và nếu như họ có làm ác đi nữa thì họ chắc chắn phải bị đọa, bởi vì nhân quả của ác không thể nào tránh khỏi. Nhưng ở trong cảnh giới xấu họ cũng được phước hơn, họ cũng được sung sướng hơn, họ cũng được đầy đủ hơn là những loài khác. Và Phật còn nói rằng nếu như người này đọa làm súc sanh như là trâu, như là lừa, như là la, vân vân, nhưng cũng nhờ công đức đạt sẵn đó nên sẽ được nhận được cái phước báo tương ứng với những gì mình đã tạo ra từ trước. Còn ngược lại, nếu như người mà không phạm giới, tu 10 điều thiện, họ không phạm giới, họ không phạm vào những điều xấu ác như vậy, mà họ làm được những công đức đạt sẵn, thì chắc chắn người này họ sẽ sinh trở lại làm người và được cái phước báo gì đây? Là gì? Là ngồi hưởng thụ phước báo từ quần áo, đồ ăn, thức uống cho đến những vật dụng như là đèn, thuốc đầy đủ. Có nhiều người ở tại Việt Nam tài sản đầy đủ, nhưng rồi qua cơn binh biến ra đi bằng hai bàn tay trắng, nhưng phước báo đó đến tại Mỹ Quốc họ cũng vẫn đầy đủ. Ở Việt Nam khổ cực thiếu phước, đến Mỹ thì vẫn thiếu phước, vẫn khổ cực. Có phải vậy không ạ? Chúng ta cứ để ý coi, để quan sát, nhìn thấy coi. Như vậy rõ ràng là nếu như mà làm việc cúng thí mà được cái đức là giữ giới thì được sinh làm người và ngồi đó hưởng phước. Thành ra chúng ta không có gì ngạc nhiên khi thấy ở đời có nhiều người họ dụng tâm dụng ý sơ sơ thôi, vậy mà họ có đầy đủ được phương tiện. Mỗi người có một cái tạo phước khác nhau. Ở đây thấy các vị là ai cũng có phước đầy đủ hết. Mình thầy Quyền Thâu là nghèo nhất. Nó nói thật tại nghèo nhất. Tại vì bây giờ thầy cần có 100 triệu thôi mà cần hoài không thấy. Tại vì muốn xây trường đại học phải có 100 triệu ít quá sao xây. Nhưng mà thầy chờ hoài không thấy tiền đâu tới hết. Cứ nhắm mắt lại sao tiền đâu mới bắt ra không có đồng nào. Tôi nói cho vui chứ. Thực ra là chúng ta sống ở trong chánh pháp cho nên chúng ta luôn thấy mình đầy đủ, không có thiếu đâu. Ăn chút xíu, nằm có ăn tròn, không có thiếu đâu. Chỉ có thiếu là thiếu được tiền làm Phật sự thôi. Còn cá nhân thì chắc chắn là không có thiếu gì hết. Này có mấy người thấy có cái áo mới không? Từ khi mặc cái áo mới là thấy người đẹp hẳn ra. Tại vì sao? Tại vì cái áo mình còn mặc được tụng kinh đó. Áo đó thì tính này nữa thưa quý vị là 17 năm rồi á. Mặc một bộ đồ 17 năm thì có lẽ rằng là kinh tế nó nghèo nàn hết rồi. Không kinh tế xã hội phát triển được. Nhưng mà như thế đủ rồi. Còn Phật tử ép quá, họ lấy cái áo này thêm cái nữa cho họ vui. Thì thưa quý vị ở đây chúng ta thấy Đức Phật còn khẳng định một điều nữa, là nếu như người nào mà trì giới và làm được cái công đức bố thí gọi là thí ân á, thì người này được cái phước báo cao hơn. Đó là gì? Đó là tài bảo, quần áo, đồ ăn, thức uống đầy đủ trang nghiêm ở cõi trời. Như vậy thì chúng ta chỉ cần giữ 5 giới mà làm việc bố thí thì xin làm người đầy đủ tài sản giàu sang. Giữ được 10 giới, nhờ giới đó sinh lên cõi trời, nhờ công đức đạt sống bố thí với lòng thành tín mà ở cõi trời làm chư thiên cũng giàu sang hơn những chư thiên khác. Như vậy thì thưa lực quý vị, với những cái lý luận đó, chúng ta thấy hôm nay mùa Vu Lan tháng 7, chúng ta
thiết lễ Vu Lan Thánh Hội, chúng ta hướng tới cửu quyền thất tổ ông bà của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, mà có hai câu hối. Có người nói rằng á, là thầy làm lễ thính thập điện để chi? Có người trả lời là thính thập điện diện Diêm Vương, thính thập điện Diêm Vương để mở cửa ngục. Rồi nó giải thì mở cửa ngục có 3 ngày hết Vu Lan rồi đóng cửa lại cũng vậy. Các vị đừng coi thường, là 3 ngày an ổn của cõi nhân gian chúng ta ở địa ngục kéo dài cả hàng trăm năm, mà họ được an vui trong đó, họ được nghe chánh pháp được một giây phút, điều đó là điều hy hữu đối với những chúng sanh ở trong địa ngục. Không nên dùng quan điểm của cõi người. Còn thứ hai là gì nữa? Chứ sợ mình không mở được, chứ sợ mình không thính được, mời được. Còn thứ hai, chính hại như chú Hiền Pháp nói rằng cái bài chỉ đó tên người ta, vậy thì linh có ông đó không thầy? Đó là những cái câu hỏi rất là thiết thực. Thưa quý vị, có hay không là tự trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta đã tưởng tới người thân của mình, đã ghi tên trên linh vị, thì ngay nơi đó, đó là biểu tượng để tâm chúng ta nương cá. Và có cái tâm nương cá đó, chúng ta bắt đầu dụng tâm cung thí. Thì bắt đầu ở trong cảnh giới đó, cứu quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp ở trong đó, họ sẽ hướng được cái phước báo đó. Đó là cái yếu tố tại sao chúng ta phải lập linh vị. Còn việc đọc là sướng tên, mà thầy sướng chỉ là trợ duyên đỡ cho các vị thành tựu tâm của mình. Tên căn bản nguyên lý của nó là như vậy. Như vậy thì ở đây á, bằng một chút công đức mình tu tập suốt, nhờ tụng kinh, bái sám, hành thiền, trì chú, mình có đủ không? Đủ. Pháp hội chúng ta đủ hết. Tụng kinh cũng có, niệm Phật cũng có, ngồi thiền cũng có, trì chú cũng có. Nói chung là môn nào chúng ta cũng có. Như vậy thì ít nhiều ở trong đó chúng ta cũng có chút phước báo. Rồi chúng ta lại xả thí cúng dường, rồi chúng ta lại thiết lễ tưởng niệm, rồi được đơn nguyện đem công đức đó hồi hướng đến cửu quyền thất tổ, thì chắc chắn cửu quyền thất tổ chúng ta sẽ nhờ cái công đức đó mà giúp cho họ được an lành, họ nhận được cái phước báo này. Còn nếu như họ không có ai trong đó quen biết với mình hết, tất cả chư thiên và bà con mình đầu thai chỗ này chỗ kia hết rồi, thì họ cũng được hướng, xin lỗi là họ sống theo cái cảnh giới của họ, chứ họ không thể nhận được cái thực phẩm của chúng ta. Chúng ta phải biết rõ như vậy. Nhưng họ không nhận được thì cái kết quả cuối cùng nó đi đâu? Trở lại với tâm của chúng ta. Trở lại với tâm của chúng ta. Chúng ta cho dầu làm 10 điều ác, đầu thai làm loài súc vật đi nữa, thì súc vật đó cũng được người ta chăm sóc đầy đủ tiền của. Có những con vật, có những con chó làm thị trướng, thấy không? Duyên của nó như vậy. Mà nó thị trướng thì nó phải sống ở trong một chế độ của nó, có người chăm sóc đó chứ. Như vậy chúng ta thấy không ạ? Còn chó Việt Nam mà khác, chó Việt Nam chạy ra đường ăn cái xong ăn cái là mất thôi, dễ nhậu liền. Cho nên Việt Nam nó có câu nói đó, nó nói là đất lành chim đậu, đất không lành nhậu luôn chim. Nó khủng khiếp như vậy đó. Cho nên là cái quốc độ đó nó khác. Còn của chúng ta thấy ở đây Mỹ đây cũng là cái phước báo lớn đó. Không ai muốn giết con gì hết, thì thực phẩm đầy đủ hết rồi, đồ ăn đủ uống đầy đủ hết, không muốn giết con gì hết. Còn cái quốc độ ở Việt Nam chúng ta, con gì mà nó cục cửa mà ăn vô không chết là nó ăn. Con cào cào cũng ăn, châu chấu cũng ăn, con muối cũng ăn, con gì cũng ăn được hết. Nói chung con gì mà ăn vô mà nó không chết, nó cục cửa nó không chết là ăn hết. Các chị cũng biết rồi, cứ tối lại đi về tại quận 2 á, Sài Gòn đó, mua giấy bay địa điểm ấy. Nó về quận 2 thấy liền. Buổi tối chỗ đó là thanh niên nó nhậu lắm. Hồi đó thầy có lần đi cúng đi tối về khuya, cái đi ngang qua đó mới thấy. Ngang thấy là đi xa về tại chùa Liên Trì, thầy Công Tánh nói tôi đi về, anh em kéo về đi lái xe ông ra đi ngang qua thấy bán đủ thứ con hết. Nghiệp nó như vậy, nghiệp xá ác như vậy đó. Thì thưa quý vị rằng ở trong cái cảnh giới những quốc độ xấu xa như vậy á, chúng ta làm sao? Chúng ta chỉ có hồi hướng công đức và đầu thai quốc độ đó, họ phải ăn thực phẩm quốc độ đó. Còn chỉ duy đi vào ở trong hàng nhập xứ ngạ quỷ thì mới ăn được
thực tế đồ của chúng ta cúng, cúng họ dưa đậu, họ ăn dưa đậu, cúng cam, họ ăn cam, cúng muối, họ ăn muối, ăn đúng như cái đồ chúng ta cúng. Và nếu không ai nhận được, công đức sẽ trở về với nội tâm chúng ta, nó sẽ tự cứu vớt chúng ta. Như vậy thì chúng ta làm cái việc mà cúng thí này âm dương lưỡng lợi, đó là điều quan trọng mà chúng ta nhận thức điều này. Còn cách thức thiết lập đàn tràng và nội dung cúng thí, và các vị có thể tự mình làm cũng được. Tất cả những điều này ngày mai chúng ta sẽ học tiếp, mà các vị dừng lại ngay đây. Nguyện đem công đức này để tử và chúng sanh